Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023, Quyền Quỹ Thành Quá tổ chức lễ trao tặng quy hiệu đảng cho các đảng viên cao niên trên địa bàn quyện. Trong dịp này, đảng bộ quyền Thạnh Quá có 8 đảng viên được trao tặng, truy tặng quy hiệu đảng, gồm quy hiệu 30 năm, 40 năm và 50 năm tuổi đảng. Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy Thạnh Quá Hoàng Xuân Trang trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng của các đảng viên là tấm gương sáng thực hiện bồi dưỡng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, đảng bộ quyền thành quá có 15 đảng viên cao niên được trao tặng và truy tặng quy hiệu đảng. Quyền Quỹ Cần Chuột tổ chức lễ trao tặng quy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên cao niên. Trong đó có 4 đảng viên nhận quy hiệu 55 năm tuổi đảng, 5 đảng viên nhận quy hiệu 45 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận quy hiệu 40 năm tuổi đảng. Trong suốt quá trình tham gia cách mạng, các đồng chí luôn cương mẫu, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao phát biểu tại buổi lễ, phó bí thư thường trực quyện quỹ, chủ tịch hội đồng nhân dân quyện Nguyễn Phước Hùng mong muốn các đảng viên sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng đảng, xây dựng quê hương là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.